Anh vu sâu mặt đệ tử đi, em kéo cả nhà vào tìm cho anh. Năn nỉ đó em hóng lâu lắm rồi á. Ok luôn, hôm nay chứ hôm nào nữa. Làm luôn còn nóng. Mà nơi tên nào đứng đây làm gì á? Đi ra cho anh sâu mặt đệ tử coi. Thì em phải xem mặt đệ tử của anh xem có đẹp trai không ý, để em còn rủ đi tán gái nữa chứ. Ai hốt mà. Đệ tử của anh thì tất nhiên là phải lỡ mà xấu mọi người đừng có chê nha. Ai hốt mà. Lẹ lên anh ơi, em hóng lắm rồi. Ok, lên luôn này.